Năm nay bà Minh Thu 55 tuổi và vừa mới về hưu được vài năm. Ở những thành phố lớn như Hà Nội, người ta coi đó là cái tuổi đẹp để hưởng thụ cuộc sống sau những năm tháng bươn chải, cống hiến cho nghề nghiệp. Từng làm việc trong ngành y, nên với bà Thu thì điều đó lại càng cần thiết sau nhiều đêm thức trắng điều trị cho bệnh nhân. Và còn thêm một lý do nữa là bởi bà là phụ nữ độc thân cho đến hết cuộc đời. Lạ là bà không hề cảm thấy đơn độc. Hàng ngày bà vẫn vui với những sở thích bình dị của mình là trồng cây và chăm sóc khu vườn nhỏ. Bây giờ thì tôi thấy là tôi không dao động về tư tưởng bởi vì tôi có đồng lương. Sức khỏe tôi tốt nên là tôi có tham gia là đi làm thêm để thêm thu nhập. Những ngày được nghỉ thì tôi cũng đến chơi với lại anh chị và giúp anh chị là làm những cái việc gia đình rất là vui vẻ. Thường thường có khi là 2 tuần, cũng có khi là 3 tuần mà tôi lại về quê. Tôi về thì cả gia đình phấn khởi lắm. Điều có lẽ bây giờ bà cảm thấy vẫn phải suy nghĩ ít nhiều là bệnh tật của mình. Vì vài năm trước khi về hưu, bà Thu lại phát hiện ra mình mắc bệnh đái tháo đường. Lúc đó thực sự là cú sốc lớn và chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Người ta thường nói trường hợp của bà là dao sắc thì không gọt được chuôi, vì bà vốn là bác sĩ, vậy mà lại mắc bệnh đái tháo đường. Năm 2005, sau khi đi bộ về thấy người mệt, thế là mình mới nhảy lên cân thì thấy cân nó tụt so với bình thường 2 cân, thế là giật mình. Xong thì viết giấy là đi khám bệnh luôn. Đi khám xong thì bệnh viện phát hiện ra là bị bệnh đái tháo đường. Sau khi biết được kết quả như thế thì tư tưởng có dao động. Vì là mình rơi vào cái bệnh người ta cứ thường nói là bệnh nhà giàu. Bà đã phải giấu giếm gia đình bởi vì sợ mẹ già lo lắng. Trong suy nghĩ của nhiều người vào thời điểm đó thì đái tháo đường vẫn là một căn bệnh vô cùng đáng sợ. Bệnh tiểu đường là do nhiều nguyên nhân, nhưng với tôi là nguyên nhân chính là tôi mất ngủ. Với lý do là khi tôi làm bác sĩ thì đơn vị có 200 quân nhân. Thế là đêm đến thì có những trường hợp người ta uống rượu quá nên đã xảy ra cái tai nạn. Có những đêm tôi phải đi 2 ca. Chính vì thế nên là cái giấc ngủ của tôi nó không đều đặn. Và hai nữa là buổi chiều là tôi cũng cứ hay nghỉ ngơi chơi chứ không tập thể dục. Nên là tôi rất là ít ngủ. Chính vì tôi ít ngủ như thế thì nó tiến triển và nó sinh ra cái bệnh tiểu đường. Thế nhưng mà cái do vì cái ít ngủ như thế thì vì sao tôi cũng rèn luyện để giấc ngủ nó ổn định. Thì bệnh của tôi nó cũng ổn định dần dần. Tôi đã về hưu, đã có chế độ nhà nước đãi ngộ rồi. Nên là đồng lương của tôi như thế thì cái chế độ dinh dưỡng và cái sữa để dành cho người tiểu đường là tôi thường xuyên dùng. Chính vì thế nên là tôi rất lạc quan và tôi không có một cái tư tưởng gì khác so với lại những người mà không am hiểu biết về cái bệnh tiểu đường. Sống trong những bộn bề của lo lắng, rồi bà Thu cũng dần biết cách thu xếp cuộc sống và chăm sóc bệnh tật cho mình. Dẫu gì, bà cũng có kinh nghiệm để có thể chăm sóc bệnh tật của mình, như giữ được đường huyết ổn định, kiểm soát sự ổn định nó bằng chế độ dinh dưỡng và luyện tập. Quan trọng hơn cả là phải sống lạc quan. Thế nên, bà không chìm vào nỗi đau khổ với bệnh, mà chọn cách sống an nhàn, tự tại. Sau những giờ phút thiền định, bà Thu lại tiếp tục với công việc hàng ngày của mình. Đó là tỉ mỉ với từng lát chanh, từng cốc cà phê hay hoa quả. Nhiều người khuyên bà nếu lương hưu không đủ sống và thuốc thang
thì bà có thể xin viện trợ từ con trai. Và tất nhiên con trai bà chưa bao giờ từ chối vì điều đó. Nhưng bà lại nghĩ khác. Để sống khỏe mạnh với bệnh tật thì lao động giúp bà cảm thấy mình vẫn sống có ích. Tuổi già vì thế có lẽ cũng bớt cô quạnh hơn. Mình thấy bác có bệnh như thế, nhưng thấy bác vẫn tươi trẻ, sống mình vẫn bán hàng, nói chung bác có công có việc. Bán hàng này là bệnh thật nó cũng không nặng nề lắm. Mình cũng thường xuyên ra quán của cô uống cà phê, bởi vì những ngày nghỉ ấy, thì là thỉnh thoảng vợ chồng mình vẫn qua đây uống cà phê và hỏi thăm sức khỏe của cô. Cũng biết rất là nhiều người bị tiểu đường rồi, nhưng mình thấy cô vẫn kiểu như một mình sống đây, kiểu lạc quan mà vẫn cứ bình thường. Những công việc như thế này đối với bà cũng ý nghĩa biết bao. Nó giúp chân tay bà được vận động và cơ thể nhanh nhẹn hơn. Kết thúc những giờ làm việc tại quán cà phê, bà trở lại công việc của gia đình, nội trợ cùng chị dâu. Dường như sự mệt mỏi chưa từng xuất hiện trên gương mặt của người phụ nữ ấy. Khi mà biết cái bệnh này thì tôi cũng động viên em, nó bảo đây là bệnh thế kỷ, cho nên là bảo cũng không có lo lắng gì cả, cứ tự tin, cứ thoải mái sống, có yên tâm, lạc quan lên thì không có gì phải đáng lo cả. Nếu như đã sau khi mà biết bệnh rồi thì mình cứ theo chỉ định của bác sĩ, mình uống thuốc rồi mình cứ sinh hoạt tập thể thao và hoặc đi lại thể dục, đi bộ hàng ngày đều đặn, thế là rồi tập thể dục thì chắc là cũng không đáng ngại đâu em ạ. Thế tôi cũng dặn em nó thế, thế thì em nó cũng trong 10 năm nay thì nó cũng thấy bệnh tật cũng ổn định không ạ. Mọi người trong nhà hầu như chẳng bao giờ phải nhắc nhở bà trong việc uống thuốc hay chăm sóc sức khỏe, bởi bà Thu tự biết chủ động đối phó với bệnh và vẫn thường là chỗ dựa của mọi người trong gia đình. Ngoài công việc ra thì của cơ quan cũ ấy, thì đi làm thì về nhà cũng chịu khó chăm chút sức khỏe với gia đình, chăm với các ở với chúng tôi, nhưng mà rất lo lắng đến cái chuyện như vậy là gì, các sức khỏe của gia đình nói chung, của bản thân em ấy, và các cháu. Cũng là một người phụ nữ độc thân và mắc đái tháo đường, nhưng bà Thêu đã chạm đến cái tuổi thất thập cổ La Hì. Với gần 20 năm mắc bệnh đái tháo đường và đôi ba lần phẫu thuật xương khớp, người ta đã nghĩ bà Thêu sẽ phải nằm bẹp đến cuối cuộc đời. Thế nhưng điều kỳ lạ là trong số nhiều hội viên ở lớp yoga này thì bà lại là người đến lớp chăm chỉ nhất và đặc biệt là cười nhiều nhất. Đối với hội viên Thêu năm nay là 75 tuổi, thế nhưng mà có rất là nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là đối với bệnh tiểu đường bà đã mắc 18 năm nay. Thế và bà cũng đã trải qua rất là nhiều những cái phẫu thuật ở cơ xương khớp, đặc biệt là cái gãy cổ xương đùi, và hiện nay là đã thay cái cổ xương đùi nhân tạo. Trước khi đến với câu lạc bộ thì bà cũng chỉ chúng tôi mời rất nhiều lần, nhưng bà chỉ đứng ngoài quan sát. Nhưng sau độ khoảng 5 ngày thì bà thấy cái không khí ở câu lạc bộ rất là vui vẻ, thì bà cũng tự nguyện tham gia câu lạc bộ. Và từ ngày đến với câu lạc bộ thì bà, chính bản thân bà cũng nói với chúng tôi là bà cảm thấy là sức khỏe của bà được nâng lên, bà cảm thấy vui vẻ hơn. Trước kia thì khi vào tập yoga thì rất là khó khăn, nhưng bây giờ thì bà cứ kiên trì tập và bây giờ các cái động tác yoga đối với bà cũng trở nên nó không khó khăn lắm. Cũng mặc dù là bệnh tật thôi nhưng mà bà cũng quyết tâm là luyện tập, nhất là về cái sức khỏe này, quan tâm đến sức khỏe nhiều nhất. Nếu nhiều người cho rằng mắc đái tháo đường sẽ đồng nghĩa với một cuộc sống cần nhiều sự chăm sóc của người thân, thì cuộc sống của bà Thêu lại ngược lại. Bà phải tự lo cho mình từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ bữa cơm, giấc ngủ.
Mỗi ngày bà đi tập đều nhớ mang theo insulin đi tiêm và sữa để uống sau mỗi khi tập. Ông nhà tôi mất năm 92, tôi về hưu năm 93. Thì bắt đầu là đến năm 94 là thấy người nó rất là mệt, khát nước nhiều, ăn nhiều, uống nhiều, nói chung là nhiều thứ là nó khát nước. Thế thì là tôi mới thấy hiện trạng, thấy cái hiện trạng như thế thì mới đi khám. Đi khám thì vào viện E thì đầu tiên là người ta thử là 11,5, mình cũng chưa hiểu tiểu đường như thế nào. Thế lại ra 354 thì người ta lại thử lại 13, lại xuống bạch mai, cũng chưa tin xuống bạch mai, bạch mai là 14. Thế từ ngày đấy giờ là bác sĩ bệnh viện bạch mai điều trị cho. Điều trị cho thì về nhà thì lúc bây giờ thì nói chung là cái bệnh này thì ngày xưa các cụ gọi là nhà giàu mới bị thôi. Mình có giàu đâu, chỉ làm công nhân thôi. Thế nên là cũng lo chứ, lo lắm. Cuộc sống của bà Thêu đã có những lúc bế tắc. Nhưng rồi bà tự tìm hiểu trên sách báo, truyền hình những kiến thức về bệnh đái tháo đường. Nghĩ mình tự động viên mình thôi và động viên con cái này, cái bệnh này thì bây giờ thì nó phát sinh ra rất là nhiều người bị. Nên con cái yên tâm. Thế thì mẹ phải lo cái chú ý cái sức khỏe của mình, của mẹ để mẹ làm sao mà giữ được cái sức khỏe cho nó tốt để cho con cái đỡ vất vả. Thế thì cũng động viên con cái, nhưng lúc đầu cũng lo, cũng sợ lắm ấy. Rất là sợ là không biết giờ nó như thế nào, nhưng mà dần dần uống thuốc vào thì nó xuống 14, xong nó xuống đến 10, cái uống thuốc vào dần dần nó xuống đến 7-8. Thế là đến 8 một cái thì là mới bắt đầu là đi vào bệnh viện E là cái tư bảo hiểm của mình đấy. Thì bác sĩ thử thì bác sĩ bảo tiểu đường của bà hơi cao đấy. Thì lúc thì nó lên, lúc nó xuống thì cứ tháng nào cũng phải đi thử như thế. Thì tháng thì lên, tháng thì xuống. Thế thì mất đến 15 năm uống thuốc. 15 năm uống thuốc xong rồi là đến dần dần nó lâu quá rồi thì là đường nó không xuống được mấy. Thế là bác sĩ bảo thôi bây giờ bà 15 năm rồi mà đường nó cũng chưa được xuống cho nó được, chưa được hẳn cái bất bình thường thì thôi cho bà tiêm. Thế là về thì là cũng tự về thì là tự cũng lúc đầu thì chả biết tiêm như thế nào. Thế bác sĩ chỉ dẫn về kim về thuốc. Mình đến nhà cái cô y tá mình học một ngày xong mình về mình tự mình tiêm lấy. Chứ bây giờ cái cháu bảo đi thuê thì làm sao mà ngày 20.000 làm sao có đủ tiền để thuê. Là tự tiêm lấy từ ngày ấy đến 3 năm nay là 3 năm rồi. Bà uống thuốc và điều chỉnh lối sống, đặc biệt chế độ ăn uống và luyện tập. Vì thế bà nhanh chóng ổn định lại cuộc sống và mạnh mẽ hơn chăm sóc bản thân mình. Thì bây giờ hiện bây giờ cái lượng đường này nó cũng rất là ổn. Có hôm chỉ 6, hôm 5,5, hôm 5. Thế cho nên là bác thấy là cái sức khỏe rất tốt. Mới lại bắt đầu là ngày xưa bắt lắm bệnh lắm. Nào là rối loạn tiền đình, nào là đau khớp, nào là tim mạch, rồi thì là nói chung là rất là nhiều bệnh. Thế nhưng bác về hưu cái năm 93 về hưu tích cực đi tập luyện những cái thách cực quyền mới kiếm mới trùy một buổi sáng tập 8 bài. Thế thì là thấy là dần dần sức khỏe nó nâng lên, lưng nó đỡ đau. Cái ngày xưa lưng đau kinh khủng luôn. Đó. Thế là bây giờ về thấy lưng nó đỡ đau thì là đến cái năm 2013 thì là bác bị ngã gãy thay cổ xương đùi, bên này thì dạn tay gãy. Thế là cuối cùng như là bác ở nhà mất khoảng 1 năm. Thế đến khi là đỡ một cái là bác tập đi mổ ở bệnh viện về, đi mổ thay xương đùi về là bác tích cực tập luyện. Mình nghĩ là thôi bây giờ mình phải nghĩ là mình vượt lên chính mình thôi, chứ con cái làm sao nó lo cho mình, nó còn lo đi lo gia đình của nó. Thế là mình bác cứ nghĩ như thế, cho nên là bác cố gắng. Người ta thường nói, nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người là cô đơn và bất hạnh, nhất là khi mắc bệnh cả đời.
Nói thế thì bà Thu và bà Theo là những người phụ nữ vừa có nhiều nỗi sợ và bất hạnh. Thế nhưng, dường như điều ngược lại đã xảy ra. Dù đang và sẽ phải sống chung với tuổi già, sự cô đơn và bệnh tật, nhưng với sự hiểu biết và thái độ lạc quan, nhìn vào bà Thu và bà Theo, người ta thấy sống vui hơn và người ta thấy bệnh tật không hề đáng sợ. Cái quan trọng nhất thì mình nghĩ là thôi thì gọi là mình chung thân với nó thôi. Tôi rất là tự tin, lạc quan. Bệnh này không có gì gọi là phức tạp. Nếu như mình rèn luyện, uống thuốc đúng giờ, chế độ ăn với cái sự điều chỉnh của mình, thì tôi thấy là bệnh tiểu đường không có gì gọi là nguy hại cả.